lý giải hiện tượng cháy vé phim đào, phở và piano cực hot, liệu có cái mốt phim may? Có lẽ lâu lắm rồi điện ảnh nước nhà mới có một bộ phim sử dụng ngân sách nhà nước công chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán mà thu hút nhiều người xem như Đào, Phở và Piano của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Phim có sự tham gia của các diễn viên Doãn Quốc Đam, Thùy Linh, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, nghệ sĩ ưu tú Trần Lực, Anh Tuấn, Thiện Hùng, ca sĩ Tuấn Hưng. Đây là bộ phim thực hiện với kinh phí khoảng 20 tỷ đồng. Tính đến sáng nay ngày 22 tháng 2, hiện tượng cháy vé vẫn xảy ra. Đây là một tín hiệu đáng mừng đối với một bộ phim sử dụng ngân sách nhà nước. Sau 10 ngày khởi chiếu, bộ phim Đào, Phở và Piano có lượng đặt vé tăng đột biến. Bộ phim Đào, Phở và Piano đã đạt bông sen bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 và cũng là một trong hai phim truyện nhà nước đặt hàng trong năm 2023 ra rạp dịp đầu xuân Giáp Thìn. Được biết, trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã ký ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch phát hành phổ biến thí điểm một số phim sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước. Hai bộ phim truyện sử dụng ngân sách nhà nước trong năm 2023 là Đào, Phở và Piano và Hồng Hà Nữ Sĩ chính thức ra rạp từ mùng 1 Tết. Trước cơn sốt vé của bộ phim Đào, Phở và Piano, Cục Điện ảnh đã đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phát hành phim do nhà nước đặt hàng trên toàn quốc. Lý giải về hiện tượng cháy vé của bộ phim Đào, Phở và Piano, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, tác phẩm điện ảnh này đã gây xúc động cho nhiều người khi xem đến cảnh cuối cùng, ai cũng nghẹn ngào. Đặc biệt là hình ảnh nhân vật chính của phim, một tiểu thư Hà Nội liễu yếu đào tơ, sẵn sàng ôm bom lao vào đánh trả quân địch. Bộ phim hấp dẫn người xem bởi được làm theo cách không phải kể chuyện thông thường, mà diễn tả nội dung theo hướng đồng hiện. Thời gian trong phim chỉ diễn ra đúng một ngày đêm, nên đạo diễn phải đồng hiện tất cả lát cắt, các nhân vật trong phim sao cho hợp lý. Ở một chiến tuyến khác, phim tư nhân Gặp lại chị bầu, dù bị ma đánh bại về suất chiếu, vẫn đạt 66 tỷ đồng doanh thu tính đến ngày 20 tháng 2. Trong khi Hồng Hà Nữ Sĩ với 3 suất chiếu chỉ bán được khoảng 50 vé một ngày. Hiện Mai vẫn đang hái ra tiền cho Trấn Thành. Với gần 400 tỷ đồng doanh thu, nam diễn viên có hơn 100 tỷ đồng. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.